Xin chào các bạn, đây là phần tiếp theo trong loạt video hướng dẫn kỹ thuật cơ bản do You Sport Channel thực hiện. Và không làm mất thời gian hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi. Những hướng dẫn vừa rồi sẽ giúp các bạn đa dạng hơn trong khả năng đi bóng của mình. Và để đón chờ những phần tiếp theo, các bạn hãy bấm like và subscribe kênh You Sport Channel của chúng mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.